Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Sau đây đến với tiết mục reaction của Linh Ngọc Đàm và Quang Quấn thì sẽ reaction một MV của Kinh Ngợp Nhạc Chế, được mọi người gọi là Thợ Lặn, biến mất trong vòng 2 năm với lời đồn là đi tù, thứ hai là đi nghĩa vụ quân sự. Tao thấy mọi người bảo ông ấy đi nghĩa vụ quân sự chứ còn ai bảo đi tù đéo đâu. Vậy đi tù là phải lên báo các thứ rồi. Mẹ tao thấy chúng nó toàn đồn đi tù. Mẹ đi là đi tù trong im lặng à? Đùng cái công an gô cổ vào tù luôn không nói năng gì. Ơ thì bơm nhiều tiền mà nó không lên báo. Mày nói thế à? Phải đi nhà nước. Bạn nghĩ gì về sự biến mất của Vanh Lép trong vòng 2 năm qua? Đấy, từ từ xem anh em trả lời trên kênh chat như nào. Thôi kệ mẹ anh em, đừng chờ anh em trả lời nữa, kệ mẹ anh em đi. Ừ. Anh mới đi nghĩa vụ quân sự mà. Sao rồi? Đang đi tù mà anh ấy. Đấy thấy chưa? Thế là đi tù thật ạ? Không, đây là nghi vấn. Mẹ phải nghi vấn. Lời đồn. Ok. Thẳng định. Lấy vợ chắc chui vào trạng nào to đạn vương. Ừ, còn có người ta bảo là lấy vợ giàu. À. Xong rồi bỏ nghề. Bỏ nghề. Ừ, lấy vợ giàu xong bỏ nghề nhưng mà nghe nó không hợp lý bởi vì mới biết sao không? Lúc đấy là đang trên đỉnh cao, ví dụ như lấy vợ giàu, mình có nhiều tiền rồi nhưng mà mình trên đỉnh cao mình vẫn làm tiếp thì mình lại càng có tiền hơn chứ việc gì mà mình phải nghỉ. Đúng không? Rồi, đi nghĩa vụ quân sự rồi. Anh tưởng là tiết tù chứ. Thôi nghe thấy mà, vẫn nghe thấy mà. Đi nghĩa vụ quân sự rồi anh. Em nghe đồn là anh ấy đi nghĩa vụ quân sự. Thôi bạn có thể cho mình biết mảnh đất của người đang ở đâu không? Em có thể trả lời bằng phong cách hip hop được không? Được em. Được em. Ui mày, tao nói thật nhá, thề nhá, tại lần đầu tiên tao đi sinh nhật Vanh Nét là cái kỷ niệm lúc mày có mày đấy. Có chơi với Vanh Nét không? Có chơi, định tao bạn thân Vanh Nét mà. Mày bạn thân Vanh Nét? Ừ, mày không thấy quay Paris tao là bạn thân Vanh Nét à? Bạn thân đúng không? Không, thân ai người đấy lo. Đây là học viện YouTube. Em đã học tập và làm việc ở đây được 9 năm rồi. Không nhưng mà có ngày xưa mày đi quay Paris với Vanh Nét rồi đúng không? Ừ. Tao cũng đi quay Paris với Vanh Nét rồi. Ừ. Ngày xưa Vanh Nét quay Paris xấu vãi. Mày có công nhận điều đấy không? Tao... Nhưng sau khi 2 năm sau comeback tao nhìn cái hình ảnh ấy, tao thấy thay đổi hoàn toàn. Không. Nhìn nó rất chuyên nghiệp luôn. Mày biết tại sao? Tại sao? Mày lại nghĩ là ngày xưa Vanh Nét quay xấu không? Ờ. Là tại vì ngày xưa mày xấu đấy. Phải, mà là cái chất lượng hình ảnh rồi là cái góc quay nó không được. Nó đầu tư hơn đúng không? Ừ, bây giờ nhìn nó chỉn chu hơn. Thế tao lại xin khẳng định với mày luôn, đây là lấy vợ giàu. Quay cái MV nó khác liền. Đúng. Có kỷ lục, em phải nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Nếu không là cây cột em sẽ bị đóng băng để mất, hiểu chưa? Tại sao cả lớp làm bài tập về nhà đều được 1 triệu view? Mà các view hứ? Thôi em cút về đi, đừng làm tốn chất sáng của tôi nữa. Cút đi. Không, nhưng có một cái điều nữa là ở trên thị trường bây giờ ấy, mày biết tại sao mà nó có nhiều cái YouTuber bẩn như bây giờ không? Là có mấy cái content là sống trong chuồng chó rồi là thử thách 24 giờ nằm trong quan tài ấy. Biết tại sao không? Thật ra tao cũng thấy có nhiều đâu, tao lướt YouTube tao bao giờ gặp. Tại mọi người cứ hay xe mọi người mới hiện chứ tao chả hiện bao giờ. Thì phải xem riêng là thêm xem thị trường nó như thế nào thì mới thấy những cái đấy đúng không? Thì... là do những cái học viện YouTube như này á, ở ngoài có những học viện YouTube như thế luôn. Có á, học viện YouTube là sao? Là những cái lớp học dạy content YouTube và mẹ chúng nó dạy những cái luôn. Ê, Quang Cuốn lại tốt nghiệp ở đấy ra rồi. Mày bị điên à? Vớ vẩn. Ai đây? Khá Quang. Thế anh mới lặn 2 năm để anh lấy vợ nhưng mà anh bắt chen. Anh bắt chen cho anh đấy. Quạc quạc cái thằng chó tóc cắt bôi, trong mắt mình như một thằng đầu còi đông còi lẻ loi. Quạc 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 con cực hó nói thôi. Thế thọc phố bố địa chỉ nhà ngoài luôn bác ray bố quay chờ. Chị bác sĩ nhìn anh nghĩ cầm dao chém loạn cả lên. Ừ không sao.
Ừ, có một đợt mẹ suốt ngày lên YouTube gặp lấy mấy cái video mà kiểu anh em sang hồ, anh em xã hội này kia, sao bây giờ mất hút nhỉ? Chả mất hút thì sao? Chắc bị dích lên phường nhiều quá. Đúng. Thế mấy anh sợ hết rồi. Mấy anh giang hồ làm YouTube toàn bị dích lên phường thôi. Mẹ đến em làm YouTube mà một cách ngoan hiền lại em còn bị dích lên phường thì thì mấy anh giang hồ làm sao mà thoát được các anh ơi. Quan cảnh này hy sinh bộ tóc luôn. Ui. Ui. Giọng vẫn như ngày xưa đúng không? Giọng nghe phát là biết ai luôn. Thế cái content nào mà kiểu thu trẻ con ấy là cái đấy đông view. Đúng. Không cần biết nội dung là gì các bạn ạ. Mấy cái content mà kiểu cứ cho trẻ con xem được nhá. Đặc biệt là mấy các em bé càng bé thì càng tốt các bạn ạ. Xem mà kiểu người ta chúng đó mà không quan tâm MTN. Nội dung là gì. Cái gì? À, không có gì. Không có gì, xem tiếp. Ok. Đấy, thấy không? Đấy là MTN à? Không, tao không biết. Điên này, làm gì có ai làm với content này, ông này kiểu nói quá như là ông này. Có thật đấy, mày không xem thôi. Cơ tay cơ chân mày bị điên là ai làm cơ tay cơ chân. Tiếp đi. Kiểu không, nhưng mà như thế này lên cảm giác đang làm cho cái YouTube nó bị kiểu toxic quá, cái YouTube nó đang bị kiểu xấu xa quá. À. Mọi người phải kiểu làm với cái content kiểu tích cực lên một tí. Lương cũng chỉ khoảng từ 7 đến 8 triệu một tháng thôi. Không thích lương 7 đến 8 triệu một tháng là lương anh Độ đấy. Ừ. Ừ, anh Độ chỉ 7 đến 8 triệu một tháng thôi các bạn ơi. Lương mà một tháng kiếm có 8 triệu nhưng mà nhà cứ phải là mười mấy tỷ nhá. nhà cứ phải là mười mấy tỷ nhá. Tôi không cần biết tiền ở đâu. Tôi chỉ biết là lương ấu một tháng có 8 triệu thôi. Ui. Trên 1997 không, nhưng cái này hay mà. Thế ừ, ta fan 1997 cái hay mà nhận. Sao cũng đưa lên đấy. Ông biến mất 2 năm xong ông comeback một phát. Ông làm cái MV mà vả thẳng vào mười mấy người trong lòng người hâm mộ. Vả thẳng mặt luôn. Ác liệt thật. Cái react này chắc mày không biết đâu đúng không? React này không biết. Với nét nó vẫn là một cái gì đấy mà nó viết lời nó rất là cuốn. Mọi người anh tập trung này, dẫn dắt này. Mình tiếp tục làm con trai thời gian. Vẫn còn nhiều người đang đợi em đấy. Sáng tác bài hát mới thôi em. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ui, đoạn này gọi là đẹp luôn. Tao đã từng được sang phòng studio của Vinex rồi. Và đây là đúng là cái dàn mà để ông ấy làm nhạc luôn đấy. Đúng con loa này luôn, đúng cái đàn này luôn. Ông ấy, ngày xưa ông ấy còn tự dựng clip luôn cơ. Ui, được nhở. Má ơi luôn. Đôi dép này trông đôi dép trông hơi okay. Quế anh nhá. Không sao. Trông hơi quế tí thôi. Cái lút vàng ngày xưa vẫn nhìn trông đẹp hơn cái lút vàng đúng không? Nhìn nó sang hơn. Bây giờ cái lút vàng bây giờ nhìn trông kém sang dã man. Tao đéo biết lút vàng tao đâu rồi Quang. Sao? Công trên công ty? Không, trên công ty là lút giả. Lút giả? What the fuck? Để nhà? Là sao nhở? Hay là mang về? Tại mấy lần mày bắt tao chuyển nhà ấy, tao bị luống cuống. Cái gì? Ai? Mày? Ai? Giờ nút vàng để đéo đâu tao cũng không biết được. Perfect. À cái đoạn này đúng dắt luôn đó. Thì
Nhân văn đoạn này là nhân văn đóng đúng đánh rồi, vào đánh rồi. Vào lòng thương của khán giả. Đúng rồi. Diễn xuất. Tao lại khẳng định với mày luôn, theo như kiến thức của tao thì con áo này nó phải rơi vào tầm 120 triệu. 120 triệu cả? Ừ, đấy là theo kiến thức của tao thôi, còn kiến thức của tao đúng hay không thì tao không biết, nhưng mà nói chung là lấy vợ giàu rồi. Đúng rồi. Ui. Thế này lại cũng nút vàng giả rồi. Đúng, nhìn nút vàng giả, nhìn nút vàng giả. Ừ, nút giả. Tôi nhớ ra tôi là ai rồi. Hay quá, vậy thì mình tiếp tục sáng tác thôi em trai. Nhưng chị là ai? Tại sao tôi phải nghe lời chị? Tao là đại diện của YouTube, mày thử nghĩ xem thực sự mày cần gì. Mà cái đoạn này đúng ý nghĩa luôn á. Xem mình nghe đi. Đoạn này hay lắm. Câu gì hay? Câu gì hay vậy này? Chuẩn không? Hay. Mình nổi da gà lại. Nó là thực tế. Nó là sát thực tế. Mẹ nó là đỉnh cao. Trời ơi. Thế là 2 năm trước do làm nhạc chế xong rồi bị đánh bản quyền. Thế là ông biến mất luôn. Bây giờ ông comeback lại là bố mày tự làm nhạc. Ok chưa? Ok. Hiểu. Bố mày tự làm nhạc luôn. Hiểu. Các bạn ơi. Hiểu. Bạn đấm người già. Ui. Ôi quay lại nó lại hip hop luôn. Ừ quay, nó lại hip hop. Nó đấm nhưng mà đấm hơi giả. Đấy đấm hơi giả. Ừ quả đấm này hơi nhẹ. Nhưng không sao. Ơ kìa đấm chưa trúng mà đã ngã. Đọc cái đoạn này mà. 2 năm là một quãng thời gian dài, nhưng đó là quãng thời gian đủ để tôi có thể cân bằng được những cảm xúc và sáng tác
trở lại. Cho dù sau này con đường tôi đi có nhiều chông gai, nhưng tôi cũng chỉ muốn nói rằng ngày nào tôi còn hát được thì tôi vẫn sẽ còn làm video cho mọi người xem. Cảm ơn những người vẫn còn ở đây và chờ đợi tôi trong suốt 2 năm qua. Cảm ơn vì tất cả. Một tràng vỗ tay cho Lý Ngọc Đàm. Tiếp. Đúng là những cái gì mà nó gọi là vô địch thì dù nó có biến mất, lúc quay trở lại nó vẫn vô địch thôi. Phong độ nó chỉ là nhất thời và đẳng cấp nó là mãi mãi. Ok chưa? Ok. Đó. Nổi da gà, thôi đi lên chơi game đi. Thôi thế nhá. Ừ. Bye bye mọi người, mình đi đây. Nhưng mà mày có chơi game không đấy? Không, đi ngủ đây. Đi ngủ á? Ừ.